Chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 23 tháng 6. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Chiêm ngưỡng ảnh chụp mặt trăng cực đỉnh bằng Mi 11 Ultra. Smartphone nổi đồng cuối đá Duji S97 Pro ra mắt. Thêm nguồn tin uy tín tiết lộ thông số cấu hình và giá bán của iPhone 12S. Trên tay cắp sạc Type-C Lightning Belkin. Hướng dẫn cách dồn văn bản trên Word từ 2 trang thành 1 trang duy nhất. Top 5 smartphone Samsung sở hữu camera có chống rung siêu đỉnh, giá tốt đáng mua. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Mới đây, Xiaomi Mi 11 Ultra đã tạo ra một bức ảnh tuyệt đẹp về mặt trăng nhờ vào sự hiện diện của cảm biến hình ảnh Samsung ISOCELL GN2 50MP. Và cùng với đó thì chế độ Super Moon được hỗ trợ trên giao diện MIUI 12 cũng hỗ trợ chụp ảnh ấn tượng. Mặt trăng là một đề tài rất đẹp được khá là nhiều người ưa thích nhưng lại ít khi được chụp rõ nét bằng điện thoại thông thường hay thậm chí là flagship hàng đầu. Trong quá khứ thì đã có một số tác phẩm xuất sắc được tạo ra từ Huawei P30 Pro và mới đây thì Xiaomi đã làm được điều tương tự, thậm chí là tốt hơn thế nhờ sự kết hợp mạnh mẽ của Xiaomi Mi 11 Ultra, MIUI 12 và cảm biến Samsung ISOCELL GN2 50MP. Cụ thể là tổng giám đốc của Xiaomi Indonesia là Elvin Xe đã đăng một bức ảnh chụp mặt trăng cực kỳ chi tiết, sẽ có một số chuyên gia và thiết bị chuyên nghiệp hỗ trợ. Nhưng mà có thể thấy ảnh chụp từ Xiaomi Mi 11 Ultra thể hiện rất chi tiết bề mặt của mặt trăng. Các mảng sáng tối có thể nhìn thấy rõ ràng mà không bị nhòe hay là chói sáng. Ống kính chính trên Mi 11 Ultra là ISOCELL GN2 của Samsung. Công nghệ Smart ISO Pro của cảm biến này giúp tăng độ nhạy sáng lên gần 1 triệu ISO, thông số khá là lý tưởng để chụp ảnh mặt trăng. Giao diện MIUI 12 cũng đi kèm với chế độ Super Moon có thể tìm thấy trong ứng dụng máy ảnh. Và sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm biến ISOCELL GN2 và tính năng Super Moon đã cho ra bức ảnh tuyệt đẹp. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Duji vừa chính thức cho ra mắt mẫu điện thoại nồi đồng cối đá Duji S97 Pro. Theo Duji thì đây là chiếc smartphone đầu tiên của hãng được trang bị công nghệ đo khoảng cách bằng laser. Và thiết bị này thì có khả năng nhận diện khoảng cách lên đến 40m. Với 8 chế độ đo khác nhau. Về màn hình thì chiếc smartphone Duji S97 Pro này có kích thước màn hình 6.39 inch, sử dụng công nghệ Dot Display. Ngoài ra thì máy cũng sở hữu thiết kế màn hình đục lỗ độc đáo, đi kèm với camera phía trước là 16MP, thuận tiện cho việc selfie. Và hơn nữa thì thiết bị này còn được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G95, lõi 8 đi kèm với 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Còn về mặt camera thì smartphone Duji S97 Pro còn sở hữu bộ 4 camera phía sau, gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 8MP, ống kính macro 2MP và cảm biến độ sâu 2MP. Ngoài ra thì thiết bị còn hỗ trợ khả năng quay video chất lượng 4K. Và điểm đặc biệt nữa ở đây là Duji S97 Pro sở hữu dung lượng pin lên đến 8.500 mAh, vô cùng ấn tượng, tương đương với cục sạc dự phòng. Và thiết bị này thì có thể hoạt động ở trạng thái chờ suốt 624 giờ, đàm thoại liên tục 40 giờ và gọi video suốt 27 giờ. Chuyển sang thông tin thứ 3 cho bản tin ngày hôm nay. Càng gần thời điểm trình làng thì thông tin về thế hệ iPhone mới lại xuất hiện càng nhiều. Và mới đây nhất là từ TrendFox, các nhà phân tích đã tiết lộ nhiều thông số cấu hình và giá bán của iPhone 12S series. Cụ thể thì các nhà phân tích TrendFox tin rằng iPhone 12S sẽ có thiết kế tương đồng với iPhone 12 series. Sản phẩm chỉ đi kèm một số nâng cấp nhỏ về màn hình, chip và camera cũng như là có 4 phiên bản. Về màn hình thì iPhone 12S series sẽ sử dụng tấm nền AMOLED với phần tay thỏ được làm nhỏ hơn nhờ việc tối ưu các cảm biến. Và cả 4 mẫu iPhone mới đều sẽ sở hữu con chip Apple A15 Bionic do TSMC cung cấp dựa trên tiến trình 5nm cộng cho hiệu năng ấn tượng. Còn về camera thì ống kính chính trên tất cả thiết bị sẽ có khả năng di chuyển chống rung tương tự như trên iPhone 12 Pro Max. Kèm theo đó là ống kính 6P với khả năng tự động lấy nét cho camera góc siêu rộng trên các mẫu Pro. Với những sản phẩm phụ kiện thì không ít người dùng đã tìm đến những sản phẩm của bên thứ ba
bởi sự hài hòa giữa chất lượng và giá thành vừa phải. Và chúng ta cũng không còn quá lạ lẫm với cái tên Belkin, công ty có trụ sở tại California với những sản phẩm phụ kiện dành cho điện thoại, máy tính bảng như là củ sạc hay là dây sạc điện thoại. Và trong thông tin ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau trên tay cáp sạc Type-C Lightning MFI 1.2m Belkin với độ bền cực cao và đặc biệt là dành cho những ai mà đang sử dụng thiết bị của nhà Apple nhé. Cáp sạc Type-C Lightning MFI 1.2m Belkin Duratex Plus F8J243 được đựng trong một chiếc hộp chắc chắn, mặt trước ghi một số thông tin về độ dài tương thích với các mẫu iPhone, iPad. Cáp sạc thì có độ dài khoảng 1.2m, màu trắng sữa và được hoàn thiện từ chất liệu sợi aramid. Chất liệu này thì vừa giúp tăng độ bền bỉ, vừa hạn chế tình trạng bị rối, gãy cáp sạc khi mà chúng ta cất giữ trong ba lô hoặc là trong túi. Bên cạnh đó thì độ dài 1.2m của sợi cáp này cũng giúp cho người dùng thoải mái sạc ở khoảng cách xa. Và sợi cáp này thì được tích hợp đầu vào USB Type-C và có thể tương thích với nhiều thiết bị hoặc sản phẩm khác như là laptop, adapter, sạc dự phòng thế hệ mới. Và sản phẩm này còn được đạt chứng nhận MFI Made for iPhone, nên thiết bị có thể tương thích với nhiều mẫu iPhone và iPad hiện nay. Ngoài ra thì cáp sạc Type-C Lightning 1.2m Belkin còn hỗ trợ nhiều dòng sạc điện áp 5V 3A, 9V 3A, 15V 2A, 20V 1.5A và công suất tối đa 30W cùng với công nghệ sạc nhanh Power Delivery. Điều này thì không chỉ tiết kiệm thời gian sạc cho thiết bị di động của bạn mà còn đảm bảo về tuổi thọ pin của máy. Và đương nhiên là ngoài chức năng sạc pin điện thoại, máy tính bảng ra thì cáp sạc Type-C Lightning 1.2m Belkin còn là công cụ để giúp chúng ta kết nối, truyền tải dữ liệu, sao chép thông tin giữa điện thoại với các thiết bị tương thích khác. Và đó là phần trên tay cáp sạc Type-C Lightning Belkin. Và bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo nằm trong một mẹo hay các bạn nhé. Khi mà bạn soạn thảo văn bản trên Word, chắc hẳn các bạn cũng đã từng gặp trường hợp là bị dư hai trang mà trang thứ hai lại có quá ít nội dung. Vì thế mà các bạn sẽ thường muốn rút gọn hai trang giấy này để thành một trang có thể dễ quản lý cũng như là tốt hơn về mặt thẩm mỹ. Và do đó thì trong thông tin ngày hôm nay, 24 giờ công nghệ sẽ chia sẻ với các bạn cách dồn văn bản trên Word từ hai trang thành một trang duy nhất, giúp cho phần trình bày trở nên gọn gàng hơn. Và để được hướng dẫn một cách cụ thể và chi tiết nhất, các bạn hãy nhớ bấm vào phần link bên dưới. Còn bây giờ chúng ta cùng chuyển sang thông tin cuối cùng để khép lại bản tin ngày hôm nay nhé. Nhiếp ảnh trên smartphone là một điều không thể thiếu của phần đông người dùng. Vì thế mà Samsung đã tiên phong mang camera chống rung quang học OIS xuống phân khúc ngoài flagship để đại đa số người dùng có thể tiếp cận công nghệ cao cấp này, giúp người dùng có trải nghiệm chụp ảnh bằng smartphone tối ưu nhất. Và do đó thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn top 5 những chiếc smartphone Samsung có camera chống rung xịn sò, hỗ trợ đắc lực cho trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng cho một mức giá tốt nhất. Mở hàng trong danh sách ngày hôm nay là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A52. Hiện tại thì Galaxy A52 là chiếc smartphone có camera OIS giá rẻ nhất được Samsung bán ra thị trường với một mức giá tầm trung, dễ dàng tiếp cận đến với người dùng. Và với thiết kế hiện đại trẻ trung, nhiều màu sắc phù hợp với mọi lứa tuổi. Và một trong những điểm nhấn của Galaxy A52 đó chính là hệ thống camera sau. Với camera chính có độ phân giải 64MP, có OIS hiện đại hướng đến trải nghiệm chụp ảnh tốt nhất cho người dùng tầm trung. Tiếp theo nữa là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A72. Đây là phiên bản lớn hơn của Galaxy A52. Do đó thì cả hai chiếc smartphone này đều mang nhiều nét tương đồng về thiết kế, cấu hình cũng như là tính năng khác. Tuy nhiên thì Galaxy A72 hướng đến người dùng muốn có trải nghiệm nhìn và thời gian sử dụng thoải mái nhất với màn hình và viên pin to hơn. Tiếp theo trong danh sách này là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 FE phiên bản 2021. Ngay ở thời điểm mở bán thì Galaxy S20 FE phiên bản 2021 đang tạo nên một cơn sốt nhẹ, liên tục cháy hàng tại nhiều đơn vị kinh doanh, lọt top những chiếc smartphone đáng mua khi mà có chỉ số cấu hình trên giá bán cực tốt. Và bên cạnh cấu hình thì Galaxy S20 FE còn có hệ thống camera cực xịn sò với camera chính 12MP được trang bị OIS. Chất lượng ảnh từ S20 FE được kế thừa từ flagship S20 series cho nên là không có điểm gì để chê cả. Đặc biệt là OIS tỏ ra cực hiệu quả trong nhiều tình huống chụp. Một chiếc điện thoại nữa nằm trong danh sách này đó là Galaxy Note 20. Galaxy Note 20 là phiên bản tiêu chuẩn của Note 20 series, mang đầy đủ các tính năng trang bị của dòng máy Galaxy Note cao cấp.
Bên cạnh những tính năng S Pen độc nhất, thì hệ thống camera trên Galaxy Note 20 có thể nói là thuộc top các chiếc máy ảnh chụp đẹp tại thời điểm ra mắt. Tuy là thông số chỉ 12 megapixel khá khiêm tốn, nhưng mà được tích hợp nhiều tính năng flagship, trong đó có OIS. Và chốt lại danh sách ngày hôm nay chính là chiếc máy Galaxy S21 Plus 5G vừa được ra mắt đầu năm nay, thuộc dòng S-Series cao cấp nhất của Samsung. Vì đây là dòng flagship cho nên là nó gần như là hoàn hảo về cả thiết kế, cấu hình lẫn các trang bị. Và hệ thống camera chính là một trong những điểm ăn tiền trên chiếc máy này. Camera chính 12 megapixel tiêu chuẩn với nhiều công nghệ hiện đại như là OIS, lấy nét theo pha, điểm ảnh kép, v.v. Và dĩ nhiên, chất lượng ảnh chụp từ S21 Plus đang thuộc top đầu, đặc biệt là khả năng chống rung cực hiệu quả. Và các bạn thân mến, thì danh sách trên đây là top 5 chiếc smartphone có camera OIS xịn sò đến từ nhà Samsung. Và các bạn yêu thích mẫu nào thì hãy nhớ để lại bình luận ở bên dưới cho mình cùng biết với nhé. Và thêm một thông tin bổ ích nữa, đó là hiện tại trên trang fanpage chính thức của Thế Giới Di Động cũng đang có cuộc thi chụp quay sắc nét với camera chống rung OIS với tổng giải thưởng trị giá lên đến 39 triệu đồng. Và cuộc thi này thì đã bắt đầu từ 8 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Và nếu như mà các bạn đam mê với nhiếp ảnh trên smartphone thì hãy đăng ký tham gia ngay để có thể nhận được những giải thưởng hấp dẫn nhé. Và các bạn thân mến, thì thông tin vừa rồi đã khép lại mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 23 tháng 6 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.